Tại Hà Nội, tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững. Hội thảo đã tập trung thảo luận về những giải pháp để thúc đẩy hợp tác công tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới, nhằm góp phần thúc đẩy việc triển khai các chương trình hành động của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong thời kỳ kỷ nguyên số. Các diễn giả tham dự hội nghị bày tỏ niềm tin mạnh mẽ Việt Nam sẽ tăng tốc và trở thành nước có thu nhập trung bình cao trong vòng 2 thập niên tới với những thành quả ấn tượng về bình đẳng, công bằng xã hội và quản lý nhà nước hiệu quả. Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp cũng như sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các thành phần trong xã hội, các bên liên quan cũng như sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức quốc tế.